Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về những tác dụng và cách sử dụng nước chanh, xả và gừng. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về những tác dụng của nước chanh, xả và gừng. Thì trước mặt Trang đây chính là những cái nguyên liệu cho cái video ngày hôm nay đó các bạn ha. Có gừng, có chanh và có xả cây. Thì chanh, xả, gừng là một trong những cái thức uống rất là gần gũi và thân thuộc đối với tất cả mọi người rồi, và cũng được sử dụng từ xa xưa cho đến nay rồi. Trong y học cổ truyền hay là trong những cái kinh nghiệm dân gian, người ta đã sử dụng cái nước chanh xả gừng này rồi mọi người ha. Thì vậy câu hỏi đặt ra rằng là khi mà chúng ta uống nước chanh xả gừng thì nó sẽ có những cái tác dụng gì cho sức khỏe hay không? Thì câu trả lời là có bạn ha. Nếu như bạn sử dụng đúng cách ở cái mức độ an toàn thì nước chanh xả gừng rất tốt cho sức khỏe. Cùng điểm danh với Trang qua một vài những cái tác dụng nổi trội nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái khả năng là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bởi những cái hợp chất kháng viêm, kháng khuẩn và những cái vitamin cũng như là những cái chất chống oxy hóa có trong chanh, xả và gừng thì nó sẽ giúp cho mọi người tăng cường sức đề kháng, hạn chế được những cái bệnh cảm cúm thông thường. Cho nên phòng cảm cúm là một trong những cái hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng nước chanh xả gừng đúng cách. Khi mà bạn sử dụng nước chanh xả gừng, bạn sẽ nhận được rất nhiều những cái giá trị dinh dưỡng như là tổng hợp lại của cái ba thành phần này luôn các bạn ha. Đầu tiên là nói về những cái hợp chất thực vật như là flavonoid, flavonoid hoặc là những cái quercetin, cantharin, acid ascorbic là những cái hợp chất chống oxy hóa rất là tuyệt vời có trong chanh, xả và gừng. Thì trong xả thì nó có tinh dầu, và tinh dầu chủ yếu là zeaxanthin và geranium. Ngoài ra thì còn có những cái thành phần vitamin và những cái khoáng chất khác như là vitamin C, B6, vitamin D, các chất khoáng như là natri, kali, canxi, sắt, vân vân. Thì chúng ta sẽ nhận được những cái giá trị dinh dưỡng điển hình chủ yếu này. Thì những cái hợp chất chống oxy hóa nó sẽ bảo vệ những tế bào khỏe mạnh hơn, cũng như là nó giúp cho mọi người ngăn ngừa ung thư rất là tốt. Tiếp đến là nó sẽ giúp cho mọi người ổn định được cái tình trạng huyết áp, đặc biệt là huyết áp thấp. Huyết áp cao thì chúng ta không sử dụng được nước chanh xả gừng này mọi người ha. Thì chúng ta cần lưu ý giúp Trang ha, để chúng ta sử dụng nó sẽ an toàn và tốt hơn. Thì nó sẽ tốt cho những người huyết áp thấp, tốt cho hệ tiêu hóa, bởi vì nó sẽ cung cấp một số những cái chất cần thiết cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Nó làm việc hiệu quả hơn, nó tăng cường cái khả năng nhào trộn thức ăn nè, cũng như là tiêu hóa thức ăn, và cái khả năng là hạn chế sự hấp thu những cái chất dinh dưỡng quá mức vào cơ thể. Nó sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng là hấp thu cái lượng mỡ vào cơ thể của chúng ta. Nó giúp cho mọi người giảm được cái lượng cholesterol trong cơ thể bằng cách là hạn chế sự tích lũy mỡ thừa trong cơ thể. Giúp cho các bạn giảm cân, bởi vì nó sẽ tăng cường chuyển hóa các chất trong cơ thể, hạn chế hấp thu cái lượng mỡ, đồng thời nó sẽ đốt cháy mỡ thừa, cho nên mang đến cái hiệu quả giảm cân rất tốt. Nhưng mà khi giảm cân cùng với nước chanh xả gừng thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta phải kết hợp cùng với luyện tập, nghỉ ngơi và dinh dưỡng thích hợp nữa thì nó mới mang đến một cái hiệu quả tổng thể nhất các bạn nhé. Khả năng giải độc và thanh lọc cơ thể từ nước chanh xả gừng thì nó sẽ ngăn ngừa được những cái tình trạng là tích lũy những cái chất cặn bã trong cơ thể của chúng ta, nó vào thải ra bên ngoài theo đường nước tiểu. Nó sẽ lọc bớt những cái axit uric trong cơ thể,
đồng thời hạn chế sự tích lũy mỡ thừa, giảm đi cholesterol, cho nên nó sẽ có lợi cho cái cơ thể chúng ta bằng cách là thanh lọc và giải độc các bạn ha. Ở đây thì cũng có những cái thắc mắc của mọi người là khi sử dụng nước chanh xả gừng thì có tăng cường cái chức năng của gan lên hay không, và khi đã bị bệnh gan rồi có uống được nước chanh xả gừng hay không? Một câu hỏi rất hay đúng không ạ? Thì câu trả lời cho các bạn là chanh xả gừng khi mà chúng ta kết hợp trong một cái món uống á thì nó có khả năng giải độc cho cơ thể và nó sẽ ngăn ngừa những cái bệnh lý tại gan. Nhưng đã bị bệnh gan rồi á thì chúng ta sẽ không sử dụng được chanh xả gừng, cho nên là các bạn cần lưu ý ha, để mà chúng ta sử dụng đúng cách thì nó là một thức uống để ngăn ngừa và bổ trợ cho sức khỏe, chứ không phải là một trong những cái thức uống để giúp cho bạn điều trị những cái vấn đề tại gan, cho nên các bạn cần lưu ý ha. Thì chanh xả gừng nó cũng có tính lợi tiểu nhẹ, cho nên nó cũng ngăn ngừa được cái tình trạng là hình thành những cái viên sỏi ở đường tiết niệu, ngăn ngừa sỏi đường tiết niệu rất tốt. Làm đẹp da, bởi vì khi mà bạn sử dụng nó thì nó giải độc cho cơ thể nè, cung cấp những cái chất chống oxy hóa, những vitamin cần thiết, cho nên cũng giúp cho da dễ trở nên tươi tắn mịn màng hơn các bạn nha. Giảm đi được những cái tình trạng đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu khi mà chúng ta sử dụng nước chanh xả gừng. Bạn thấy rằng chanh xả gừng là một thức uống rất là tốt cho sức khỏe khi mà chúng ta sử dụng đúng cách đúng không ạ? Nãy giờ Trang nói đúng cách nhưng mà mọi người cũng nói mà không biết đúng cách là như thế nào. Thì bây giờ sẽ đồng hành cùng với Trang ở phần thứ hai, hướng dẫn sử dụng nước chanh xả gừng đúng cách. Ở đây thì Trang sẽ chia sẻ một cái cách sử dụng đơn giản và tốt nhất khi bạn dùng chanh xả gừng các bạn ha. Đầu tiên là Trang hướng dẫn cho các bạn cách nấu trước nhé. Để nấu được nước chanh xả gừng thì bạn phải có 3 nguyên liệu chính, đó chính là chanh, xả và gừng. Gừng ở đây bạn gọt vỏ đi các bạn ha, rửa sạch. Xả của chúng ta cũng tách bỏ những cái phần bẹ bên ngoài đi, bẹ bị héo úa đó, chúng ta cũng tách bỏ đi rồi chúng ta rửa sạch, chỉ lấy cái phần cây như thế này thôi các bạn ha. Rồi, chanh, và bạn có thể sử dụng thêm đường phèn hay là mật ong tùy thích. Rồi bây giờ sẽ thực hiện làm cùng với Trang ha. Ở đây Trang sẽ nấu cho 2 người uống các bạn ha. Hồi nãy tính nấu cho 1 người uống thôi nhưng mà sợ cái lượng nước ít đó, thì bây giờ Trang sẽ chia sẻ công thức nấu cho 2 người uống với 500ml nước và dùng trong một ngày cho 2 người. Lưu ý giúp Trang nha, bởi vì mỗi ngày mọi người chỉ dùng được 1 ly thôi, 1 ly khoảng 200-300ml nước thôi, cho nên là chúng ta lưu ý nha. Gừng ở đây bạn sẽ sử dụng khoảng từ 10-15g gừng. Ở đây nè các bạn ha, một miếng gừng nhỏ thôi chứ không có sử dụng nhiều các bạn ha. Thì Trang sẽ cân thử xem coi cho bao nhiêu đây gừng sẽ là bao nhiêu gam. 16 gam mọi người ha. Thì chúng ta sẽ dùng từ 10 đến 15 gam gừng. Còn một cái cục gừng như thế này thôi á là 13 gam, chúng ta lấy bao nhiêu đây cũng được rồi. Rồi, bạn sẽ dùng cho Trang 1 đến 2 cây xả, rửa sạch rồi bạn đập dập ra. Chỉ lấy cái phần khoảng bao nhiêu đây thôi các bạn ha, khoảng một gang tay của mình á là được. Rồi chanh một xíu rồi chúng ta sẽ cho vào. Rồi bây giờ gừng thì bạn có thể sắc lát hay là thái sợi đều được hết. Ghê quá mọi người ơi, đứt tay cái là tiêu luôn. Ở đây Trang sẽ thái sợi mọi người ha, thái sợi để nhanh nhận được những cái dược chất hơn á. Khi mà cắt mọi người cũng nhớ cẩn thận nha, để không nó đứt tay á. Rồi
khi nước sôi lên thì chúng ta sẽ cho gừng vào trước mọi người ha. Ở đây là Trang không nấu cùng một lúc đâu, Trang sẽ cho gừng vào trước. Rồi. Chúng ta cho gừng vào trước khi mà gừng nó bắt đầu sôi lên đó. Chúng ta nấu cho những cái dược chất trong gừng tinh dầu và nó sẽ cho được cái nước gừng ấm trước cái đã. Sau khi xả mọi người rửa sạch đập dập ra. Đập dập dập thôi. Thì chị đã đập ra rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt thành những cái chị sẽ cắt làm đôi đi. Rồi mọi người có thể chẻ nhỏ ra cũng được để chúng ta cho vào á. Vì thì chúng ta sẽ lấy được cái tinh dầu trong xả nó nhiều hơn á mọi người. Cho nên là chúng ta chịu khó một xíu ra. Rồi. Khi mà nước gừng của chúng ta đã sôi lên như thế này á thì chúng ta sẽ cho xả vào. Xả cho vào khi nào mà mọi người ngửi được cái mùi tinh dầu xả bay lên là được rồi đó, chúng ta đừng có nấu lâu hơn nữa ha. Rồi, nó đã thơm rồi đó mọi người, bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp thôi. Khi mà tinh dầu xả của chúng ta nghe cái mùi bốc lên là được rồi, chúng ta đừng có nấu tiếp nữa mọi người ha. Như vậy thì sẽ giữ được những cái giá trị tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho ra ly. Đó, 250ml nè mọi người, cho một người uống trên một ngày đó, mỗi ngày chúng ta chỉ uống một ly thôi. Và bạn nên uống sau bữa ăn 30 phút là tốt nhất và tránh ảnh hưởng đến dạ dày của mình. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần cắt một lát chanh nhỏ chúng ta nặn vào là được rồi. Chúng ta đừng có cho nhiều chanh đó. Thì chỉ cho một lát nhỏ này thôi. Rồi mọi người cho chanh vào. Xong rồi chúng ta có thể cho thêm đường phèn hay là mật ong tùy thích. Ở đây thì chị sẽ cho mật ong mọi người ha. Mật ong thì phải đợi cho cái nước của chúng ta nó nguội hẳn đi dưới 50 độ C thì chúng ta mới cho mật ong vào. Bây giờ chị sẽ cho đường phèn đi. Cho ít thôi mọi người nha, không cho nhiều quá đâu. Bởi vì chúng ta sử dụng nhiều quá thì có thể làm tăng cái lượng đường trong cơ thể đối với những người gặp vấn đề về bệnh lý đái tháo đường á. Cho nên là tùy thuộc vào từng tình trạng sức khỏe mà chúng ta sẽ gia giảm cái lượng đường ha. Chị sẽ cho một thìa cà phê này thôi. Rồi chúng ta sẽ khuấy đều lên. Nóng quá mọi người ha, uống khi còn ấm thì nó sẽ tốt hơn. Còn không thì bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh, bạn để dùng lạnh cũng được. Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành cùng với Trang về nước chanh xả gừng. Có cho thêm một xíu đường phèn vào. Và nhớ là mỗi người chỉ uống một ly cho một ngày thôi. Và bạn phải uống khoảng là từ 250 đến 300ml cho một người. Và mỗi lần
Như vậy là một ngày chỉ sử dụng một lần duy nhất thôi và uống sau bữa ăn 30 phút. Còn đối với trường hợp giảm cân thì bạn có thể uống trước bữa ăn. Đối với những người có bao tử bình thường không bị viêm loét dạ dày thì bạn uống trước bữa ăn 30 phút. Còn nếu như bạn bị đau dạ dày mà cũng muốn giảm cân thì chúng ta sẽ uống sau bữa ăn 30 phút các bạn ha, và kết hợp thêm dinh dưỡng nghỉ ngơi và luyện tập nữa. Thì những người đã có thể trạng gầy rồi bạn cũng muốn sử dụng nước chanh xả gừng mà bạn không muốn giảm cân thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng thôi. Bởi vì không phải uống vào ra giảm cân các bạn ha, mà phải kết hợp thêm những cái nhiều yếu tố khác như là luyện tập và dinh dưỡng nữa các bạn ha thì mới giảm cân được. Và nhớ là những người cơ địa bình thường thì một tuần chỉ nên uống từ 2 đến 3 lần, không nên sử dụng quá nhiều. Còn nếu như bạn muốn giảm cân thì bạn có thể uống một cái liệu trình kéo dài từ 7 đến 10 ngày các bạn nha. Chứ chúng ta không uống nhiều hơn, không uống quá 2 tuần á. Các bạn lưu ý giúp Trang ha, để chúng ta sử dụng an toàn và tốt nhất. Thì đó là những cái cách sử dụng và hướng dẫn cho các bạn cách nấu nước chanh xả gừng đơn giản nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3, những lưu ý cần thiết khi sử dụng nước chanh, xả và gừng. Chanh, xả, gừng kết hợp mang đến rất nhiều những cái tác dụng tốt cho sức khỏe và bạn cũng đã biết cách sử dụng đúng nhất rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì Trang chia sẻ cho chúng ta một vài những cái lưu ý nữa để chúng ta sử dụng sẽ đạt được cái hiệu quả an toàn hơn. Đầu tiên nhớ là mỗi người chỉ uống 1 ly trên một ngày, tương đương từ 250 đến 300 ml nước chanh xả gừng, không uống nhiều hơn các bạn ha, không uống thay nước lọc. Và các bạn có thể uống ấm hay là uống lạnh tùy thích. Một tuần thì chỉ nên uống từ 2 đến 3 lần. Đối với trường hợp giảm cân thì bạn có thể uống liên tục từ 7 đến 10 ngày và không dùng vượt quá 2 tuần. Và nhớ là uống sau bữa ăn để tốt nhất và bảo vệ dạ dày để hạn chế tình trạng viêm loét dạ dày các bạn nhé. Còn đó có những trường hợp bị viêm loét dạ dày hay là trào ngược dạ dày thực quản thì tuyệt đối không sử dụng nước chanh, xả và gừng. Những người bị suy giảm chức năng gan, suy giảm chức năng thận thì không sử dụng nước chanh, xả, gừng. Không sử dụng cùng lúc đối với những cái loại thuốc đang điều trị bệnh như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường mà phải uống cách xa 2 giờ. Không uống cùng lúc đối với những cái loại thuốc làm loãng máu như là warfarin, lopidogrel hay là chúng ta sẽ không uống cùng các bạn ha. Apigreen 81mg nè, sẽ không sử dụng cùng với những cái loại thuốc làm loãng máu đó. Rồi nếu như bạn có cơ địa dị ứng đối với bất kỳ thành phần nào trong cái nước uống chanh xả gừng này thì chúng ta sẽ không sử dụng các bạn ha. Có nghĩa là những cái lần đầu tiên khi bạn sử dụng bạn cảm thấy là mệt đai, mẩn ngứa, khó thở, sưng môi, họng lưỡi đó hoặc là tiêu chảy đó thì chúng ta sẽ không sử dụng cho những cái lần sau. Các bạn lưu ý để ý để chúng ta sử dụng nó đạt được cái hiệu quả tốt hơn các bạn ha. Không dùng cho phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng nhớ là dùng đúng cái liều lượng an toàn để tốt nhất cho sức khỏe. Và đây không phải là một thức uống để điều trị bệnh mà nó sẽ hỗ trợ trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Cho nên là chúng ta cần lưu ý để chúng ta sử dụng nó sẽ an toàn và tốt nhất các bạn ha. Nó sẽ phù hợp cho những người huyết áp thấp, những người huyết áp cao thì không nên sử dụng. Bởi vì nó có thể làm tăng huyết áp nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức cùng với Trang xem coi nước chanh xả gừng này nó có dễ uống hay không các bạn ha. Cho nó nóng quá đó mọi người, Trang phải rót ra. Rồi mời cả nhà của chúng ta cùng thưởng thức nước chanh xả gừng cùng với Trang ha. Chúng ta cho thêm một xíu đường vào, nó rất là dễ uống. Cái vị cay cay the the từ gừng nè, cái vị chua chua nhẹ thôi từ chanh, bởi vì chúng ta cho ít chanh chứ không cho quá nhiều. Và cái vị hơi ngọt của đường phèn nó hòa quyện vào nhau và cái tinh dầu xả rất là thơm nữa. Thì đây là một thức uống rất là có lợi cho sức khỏe khi mà chúng ta biết cách sử dụng mọi người ha. Nếu như mà bạn uống nhiều quá thì nó sẽ gây nóng trong người các bạn ha.
Cho nên là chúng ta cần lưu ý ha. Bởi vì xả và gừng nó đều có tính ấm và có cái vị cay hết, cho nên là nếu như bạn uống nhiều thì nó sẽ không tốt. Cho nên cái liều lượng mà Trang chia sẻ đã giới hạn cho bạn trong cái khoảng an toàn nhất rồi đó. Chúng ta sử dụng để tốt nhất cho sức khỏe của mình, rất là ngon, bạn có thể để lạnh lạnh rồi chúng ta uống cũng được các bạn nha. Đây là một thức uống rất có lợi cho sức khỏe nếu như chúng ta biết cách sử dụng, và nó ngăn ngừa những cái bệnh cảm cúm ảnh hưởng tấn công vào cơ thể của chúng ta, tăng cường sức đề kháng nè, bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa cảm cúm, thanh nhiệt, làm giải độc những cái độc tố ra ngoài cơ thể, mang tính lợi tiểu nhẹ nữa, cho nên là rất tốt cho sức khỏe khi mà bạn dùng đúng cách. Và Trang hy vọng rằng với những kiến thức mà Trang chia sẻ ngày hôm nay trong cái video này á, thì sẽ giúp ích cho bạn hiểu một cách khái quát hơn về chanh, xả và gừng khi mà chúng ta kết hợp trong một cái thức uống này, để cho mọi người yêu thích đó, thì sẽ sử dụng đúng cách, an toàn và tốt nhất các bạn nha. Nếu các bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang ha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, đó là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.